bún ốc Thanh Hải ở ở gì quên nữa rồi. À, bún ốc Thanh Hải ở đường Kỳ Đồng. Trên 30 năm danh tiếng, nơi đây có những món rất là Hà Nội. Đấy, trong trời thu nhẹ nhẹ của Sài Gòn đó, chúng ta sẽ ăn một dĩa ốc gà. Trời lạnh ngon. Ăn đi nơi mía, ăn đi mía. Đấy. Trời đất ơi, nóng lắm. Cẩn thận ốc này. Đấy, lấy ra. Ở đây nghe rất là nhiều giọng người, người Hà Nội. Sao? Ngon đúng không? Dĩ nhiên rồi. Quán Thảo Chỉ mà lì. Đó, đó mình phải ăn cái này. Ốc bươu nè. Và ốc gạo nè. Ốc gạo bự. Xiên cho miếng nào? Miếng mía. Đó, ở đây còn có những món rất là thanh đạm, giống như là nước sắn dây. Sao cơ? Xiên đây. Ăn cho một miếng nè. Uống một miếng nước thấy sung sướng cả cõi lòng. Trời ơi. Cô gái tay mỏng manh xử một con ốc mà cũng lâu. Đó. Rồi. Xong rồi mình chấm vô nước. Ngon. Ngon thật là ngon. Đây. Đây là con ốc. Đó. Ủa. Chỉnh cái hình mà cũng phát mệt rồi. Đã. Ốc đây. Ăn nữa đi mía. Ăn mới thấy được sự ngon của nó nhé. À đúng rồi, ở đây có món bún. Bún riêu siêu ngon. Siêu ngon. Bún riêu ra chưa? Bún riêu chưa ra thì ăn tiếp này đi. Ăn là người ta mới thấy được cái sự ngon của nó chứ. Đây là con ốc. Ốc này gọi là ốc gì? Ốc bươu à? Ốc bươu á. Bự, mập, thơm mùi ốc. Mập chù luôn á. Cái này giống như ở Hà Nội á hả? Đang ngày mấy ngày hôm nay cũng lạnh lạnh nữa nè. Ngọt. Ngọt đúng không? Ngọt. Đấy. Ốc đây. Gì cũng ngon á, ốc gạo đây. Gạo ừ, gạo. Ở Việt, ở Sài Gòn giờ kiếm đâu là mấy ốc gạo tí hin. Mình đợi khui xíu. Nào, khui nào. Ừ, khui nè. Nóng lắm. Bánh rang. Ở đây có nhiều món lắm. Ốc riêu cua, bún riêu cua, ốc nấu chuối đậu cũng ngon. Ốc bưu hầm, ốc bưu hấp nhồi thịt, ốc bưu hầm thuốc bắc. Ốc bưu luộc lá chanh là cái này. Ốc bưu luộc lá chanh. Ốc gạo luộc lá chanh. Thảo ăn đi. Vô. Tươi ngon. Tươi ngon. Đẫm nước, đẫm nước. Ngon quá đi thôi. Thôi một người luôn trong ngóng. Món kia. Một tô bún riêu đẫm. Cua. Phải, bây giờ phải trang bị một cái hệ thống gì để mà tôi có thể lấy ra mía cầm được, cầm được con ốc. Đấy. Ngon quá cơ, ngon quá cơ. Sao món bún riêu lâu vậy? Mình cho miếng ớt vô. Ăn này đủ cả ớt. Đúng rồi, không có ớt nghe buồn lòng. Đấy. Phải đậm thế này. Ở đây ngon nhất là món ốc gạo. Đấy. Có một tay. Cảm ơn sự hỗ trợ của đằng ấy. Trời ơi, ớt kìa. Ngon. Ăn lắm, ăn đi. Rồi, để bụng ăn kia. Gớp ăn mấy con. Non quá rồi, con sẽ không ăn kia. Thấy chưa? Rồi. Ủa chưa luôn hả? Không ăn ớt được, nên phải ăn vậy thôi. Trời mà lạnh lạnh thu thu đúng bài. Không đi được Hà Nội thứ nhất cũng phải ăn được cái này chứ. Đúng không? Hà Nội phải ăn này chứ. Ý là không đi được Hà Nội thứ nhất cũng ăn được cái này á. Cái đợt nè. Cầm giùm nè người đẹp. Đợt tôi ra Hà Nội á.
phải đi bộ cho bằng được tới cái phố đó mà. Tại cuối tuần nó cấm xe. Ờ đúng rồi. Thôi ngồi ăn sướng miệng. Tay cũng ngon. Chỉ có đi với trong tay là không được đi chơi thôi. Đi hát nữa là đi chơi. Tụi tôi vẫn đi được mà. Hay vậy. Tối 10 giờ về xong rồi let it day let. Quay mà. Tâm sự về quá trình làm nghề. Nhiều đau khổ. Ngon quả, ngon quả. Đắng. Thu là phải ăn những món này nha quý vị. Ủa mà sao món kia lâu quá vậy? Tại sao? Kêu đi, kêu đi. Em còn tô bún riêu cua. Cầm giùm người đẹp. Khổ tâm. Quên hả? Trời đất ơi. Mấy đứa người chị ăn ít vậy? Sao có thể ăn ít được như vậy? Đúng vậy. Một mình chị có thể chiến thai gì thế này. Dai rồi hả? Dai rồi hả? Giúp đỡ, giúp đỡ. Thank you. Ngon quá, ngon quá. Nó bồ của... Mày nhớ Đà Lạt á. Đà Lạt thì ngày có xưa... nồi mà. Không, ngày xưa á, mẹ cũng đi mua ốc về, xong rồi ngâm buổi sáng cho tới tối luôn. Mua ngâm bắp gạo á, ngâm sáng đến tối luôn. Mà quên lộn, ngâm từ sáng cho đến tối, đúng rồi. Xong rồi phải ngâm muối. Xong rồi ngâm với ớt, với xả đó. Ngâm ớt với xả rồi rồi mới luộc lên nên ngon. Đây. Bún riêu cua. Bún riêu cua ốc thì nên ăn riêng đó, phải có cái món đó. Món mắm chiếu danh đó. Rau đây. Rất là Hà Nội. Ngon không? Rau này không ăn được rau nào, trừ rau này thôi. Ok à? Quá ngon. Thì Thu phải ăn ở đây nha quý vị. Bye bye.